Chiều ngày 7 tháng 5 vừa qua, tại hội trường Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 1, tiếp xúc hơn 150 cử tri của 6 phường thuộc thành phố Phan Rang Tháp Chàm, gồm phường Kinh Dinh, Mỹ Hương, Tấn Tài, Phủ Hà, Thanh Sơn và Đạo Long. Đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Đến dự có đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Kiều Như Nguyên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Đỗ Thị Lan Chi, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm có các ông bà Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; bà Cham Ba Lế Thị Thủy, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Kim Sáng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thuận Bắc; Lê Quý Vĩ, Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ chi nhánh Xăng dầu Ninh Thuận. Tại hội nghị, sau khi nghe Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giới thiệu tóm tắt tiểu sử, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 trình bày chương trình hành động của mình nếu được trúng cử trong nhiệm kỳ tới. Các cử tri đều nhất trí và đánh giá cao sự quyết tâm của các ứng cử viên, đồng thời gửi gắm một số vấn đề đến các ứng cử viên sau khi trúng cử đại biểu Quốc hội, như xem xét xử lý nghiêm các trường hợp mang mầm bệnh dịch COVID-19 vào trong nước, quan tâm chính sách tiền lương đối với người hưu trí trước năm 1995, điện năng lượng mặt trời xây dựng nhiều trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho lao động sau khi hoàn thành người lao động mất việc, Quốc hội cần xem xét xây dựng điện gió biển, chính sách bảo hiểm y tế cần xem xét chất lượng thuốc cũng như hỗ trợ cho các đối tượng nghèo, cận nghèo khi đi khám bệnh, cần quan tâm hơn đến công tác quốc phòng an ninh. Đại diện các ứng cử viên, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận và tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng và thông tin thêm một số kiến nghị mà cử tri 6 phường thuộc thành phố Phan Rang Tháp Chàm quan tâm. Đồng chí mong muốn nhận được sự đồng thuận ủng hộ của cử tri đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp năm 2021-2026 sắp tới diễn ra thành công tốt đẹp.